Điểm này là điểm LI này, điểm giữa của bờ biển môi dưới.
nhân 7 ở đây. Điểm men tâm là điểm ở phía dưới. Thế là điểm dưới này. Thì đây là các điểm ở trên phần mềm, một số điểm cũng bỏ qua. Hình ảnh trên trên sinh là cái hình ảnh này. Cái hình vẽ của phần mềm. Các anh chị nhớ nhất lúc mà các anh chị gửi bệnh nhân đi chụp ấy, thì chúng ta nói bệnh nhân là thư giãn. Thư giãn để cho môi, đừng có mím môi như này nhé. Bởi vì nếu chúng ta mím môi như này thì tất cả, vì bệnh nhân đến chúng ta thường là cỏ và xấu, thì lúc nào người ta cố gắng người ta che cái phần xấu của ta lại, người ta mím như này, thì nó sẽ thay đổi cái góc độ của mình này rất là nhiều. Và lúc cắn thì nhớ là cắn ở tư thế lúc cắn gì ạ? Lúc cắn trung tâm ạ. Bây giờ đến các mặt phẳng khác biệt, bây giờ đến phần mặt phẳng và các cái góc. Mặt phẳng thứ nhất là mặt phẳng đến sọ, đi qua điểm cella và điểm natrium, là mặt phẳng dùng để đánh giá sự thay đổi trong quá trình tăng trưởng hoặc điều chỉnh và trẻ. Thì đó là vì hai điểm này là hai điểm tương đối dễ xác định và ít bị thay đổi nhất. Mặt phẳng thứ hai là mặt phẳng SH, đi qua điểm corium và occipitan. Mặt phẳng thứ ba đó là mặt phẳng khẩu cái, là mặt phẳng đi qua hai điểm vai trước và vai sau. Mặt phẳng thứ tư là mặt phẳng khớp cắn, là mặt phẳng đi qua điểm giữa độ cắn trùng của răng hàm lớn của thứ nhất và độ cắn trùng của răng cửa. Nếu trong trường hợp răng cửa sai vị trí thì mặt phẳng này đi qua điểm giữa độ cắn trùng của răng hàm lớn thứ nhất và răng hàm nhỏ thứ nhất như thế này ạ. Tức là các anh chị xác định hai cái răng số 6 cắn bằng như nào nhau như này đúng không ạ? Chạm khớp với đường sau thì ta lấy một cái đường thẳng giữa hai răng số 6 đó. Sau đó thì cái độ cắn trùng của răng cửa tính từ đoạn trùng nhau giữa răng cửa trên và răng cửa dưới, chúng ta lấy trung điểm của đoạn đó để chúng ta đưa ra. Vậy thì có trong trường hợp khớp cắn bị hở không có cái độ cắn trùng đấy, chúng ta lấy như thế nào? Chúng ta sẽ đi qua cái răng số 6, đi qua răng số 4, số 5 và kẻ thẳng ra phía ngoài. Thì đấy là chính là mặt phẳng cắn. Bởi vì mặt phẳng cắn này nó đã bị thay đổi rồi. Bây giờ đến mặt phẳng hàm dưới. Ở đây có bốn loại mặt phẳng hàm dưới mà các anh chị đặt trong sách sẽ có, nhưng mà sau đó thì tôi sẽ mời các anh chị ta chỉ thấy có một phẳng hàm, hai mặt phẳng thôi. Là mặt phẳng đi qua hai điểm natrium và odium. Thì natrium là điểm ở phía sau của điểm odium và điểm phía sau của hàm trên đúng không ạ? Sau nhất và dưới nhất của hàm dưới, thì chỉ có hàm dưới. Còn natrium là điểm nhô nhất và dưới nhất của bằng. Mặt phẳng thứ hai là đi qua điểm mentum và odium ở phía sau, mentum ở phía trước. Thứ ba nữa là mặt phẳng song song với trục thân xương hàm dưới đã tiết tuyến với điểm thấp nhất của hàm dưới. Hai mặt phẳng trên là hai mặt phẳng chúng ta sẽ sử dụng và hai mặt phẳng dưới là hầu như chúng ta không sử dụng. Nhưng trong một số các phân tích nếu như các anh chị đi sâu vào phân tích thì chúng ta vẫn sử dụng với hai mặt phẳng dưới này. Nhưng mà đối với trên lâm sàng chúng ta không cần sử dụng. Mặt phẳng thứ tư đó là mặt phẳng ở phía sau là tiết tuyến với góc hàm nơi thấp nhất và phía trước là tiết tuyến với điểm thấp nhất của cằm. Mặt phẳng hàm dưới. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy mặt phẳng thứ nhất là mặt phẳng trong pho. Đi từ điểm polyam đúng không ạ? Đi ra điểm omitan. Đấy là mặt phẳng thứ hai là mặt phẳng gì ạ? Đi qua mặt phẳng đi qua điểm vai trước và phía sau mà là mặt phẳng khẩu cái. Mặt phẳng thứ ba là mặt phẳng cắn. Đi qua đường răng số 6 và trung điểm của độ cắn trùng ở vùng phía đường trước. Mặt phẳng thứ tư đấy là mặt phẳng hàm dưới. Như vậy chúng ta có 5 mặt phẳng. Mặt phẳng tôi thiếu mất một cái slide. Mặt phẳng này là mặt phẳng SN. Đi qua điểm cella và điểm natrium đến mặt phẳng đèn sọ. Đối với hàm trên thì chúng ta còn có cái mặt phẳng occipital, mặt phẳng đi qua SH đúng không ạ? Mặt phẳng khẩu cái. Còn giữa hai hàm chúng ta có mặt phẳng cắn. Và đối với hàm dưới chúng ta có mặt phẳng hàm dưới. Đấy là bốn mặt phẳng theo chiều ngang. Chúng ta có ba chiều đúng không ạ? Chiều ngang, chiều đứng dọc và chiều đứng ngang. Thì đây là mặt phẳng chiều đứng dọc, chiều đứng ngang. Thì đây cách xác định mặt phẳng trên tim của chúng ta. Mặt phẳng đầu
riêng mặt bằng SH, mặt bằng thứ hai mặt bằng cái bằng to SN, mặt bằng thứ hai là mặt bằng trong to, mặt bằng thứ ba là mặt bằng thứ đây ạ, khẩu trái đúng không ạ, mặt bằng thứ tư là mặt bằng đằng, còn mặt bằng thứ năm là mặt bằng đằng dưới đi qua các mặt bằng này. Thì đây là năm mặt bằng sử dụng trong cho mọi loại phân tích đều có sử dụng năm mặt bằng này. Bây giờ đến các góc, tôi sẽ đi đến phần các góc và cái phần là phân tích, các cái phân tích thì các anh chị sẽ về nhà đọc thêm, thì các anh chị không cần phải cái phân tích gì đâu, vì cái phân tích đấy là chỉ để nghiên cứu thôi chứ là không phần. Và bây giờ tôi phân tích từng góc một có ý nghĩa như thế nào trong cái chẩn đoán của chúng ta thì để các anh chị hiểu. Bây giờ góc đo sọ mặt bao gồm thứ nhất là góc đo xương với xương. Xương với xương gồm có cái gì? Đó là xương hàm và nền sọ, xương hàm với xương hàm. Cái loại thứ hai đó là góc đo giữa răng với xương hàm. Và thứ ba đó là góc đo giữa răng với răng. Và cuối cùng đó là góc đo phần mềm. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt như vậy. Thứ nhất đó là góc mặt. Góc mặt là được tạo bởi mặt phẳng SH và mặt phẳng đi qua natrium và polonium. Giá trị trung bình của góc là 87,8 cộng trừ 3,6. Ở đây tất cả các giá trị trung bình thì nếu như các anh các chị không nhớ được thì các anh các chị về sau làm một cái list, rất là làm một cái bảng để chúng ta trên cái bệnh tờ bệnh khám của bệnh nhân đó, thì chúng ta làm cái bảng đây là những cái chỉ số bình thường và những cái chỉ số bệnh nhân, thì đến lúc đấy chúng ta mới, chứ còn những cái góc này thực tế là nếu để các anh nhớ được thì không nhớ được đâu. Thế nên là ý nghĩa của nó là gì? Đó là đánh giá sự nhô ra trước hay lùi về phía sau của xương hàm dưới. Trong tất cả các góc này thì cái phần xương hàm dưới có ý nghĩa rất rất là nhiều trong các cái chẩn đoán. Thì đây các anh các chị lưu ý như này nhá. Mặt phẳng SH gần như là mặt phẳng hàm định đúng không ạ? Đi qua hai điểm cố định của hàm trên và hàm dưới, chỉ là hàm trên và bên sau. Chỉ riêng có cái mặt cái hàm dưới này là chuyển động. Nếu như đây là trung bình, bình thường nó là như thế này. Nếu như cái góc đó nhỏ, có nghĩa là xương hàm dưới lùi về phía đằng sau so với toàn bộ cái phần xương nền sọ ở phía trên. So với nền sọ, tôi không so với xương hàm trên, mà tôi so với nền sọ. Thế còn nếu như đưa ra trước này là xương hàm dưới lùi về phía, nhô ra phía trước so với cả nền sọ ở phía trên. Ở đây chúng ta có tính cái sự cân đối giữa cái đỉnh trán ở cuối cùng trán và nền sọ này so với cả cùng đằng, chứ không phải là cái sự cân đối giữa vùng hàm dưới so với cả hàm trên, và đây là vùng hàm dưới so với cả vùng nền sọ. Vậy thì nhiều khi các anh các chị đo có thể là giữa hàm trên và hàm dưới là cái chỉ số nó là nằm ở trong bình thường, nó nằm ở trong khoảng bình thường, nhưng cái hàm dưới so với cả cái nền sọ nó nhô ra phía trước hoặc lùi về phía sau, có nghĩa là nó không bình thường trong tổng thể của cả khuôn mặt. Và lúc này chúng ta sẽ phải điều chỉnh để làm sao đó nó trở lại chút ít, tôi không nói là 100%, nhưng mà nó phải trở lại xung quanh cái chỉ số bình thường so với cả cái tầng ở phía trên mặt, thì cái khuôn mặt nó mới hợp lý. Ví dụ giống như lúc nãy cái bệnh nhân của chị ấy hỏi đó, thì cái điểm N nó nằm tít về phía sau, trong khi đó thì cái điểm gầm của bệnh nhân nhô ra phía đằng trước. Nếu như chúng ta chỉ cân đối giữa cái, thì cái khuôn mặt bệnh nhân sẽ trở nên rất là lõm. Vậy thì nếu như chúng ta vẫn lấy cái số liệu là bình thường giữa hàm trên và hàm dưới, khi hàm trên và hàm dưới đó nó vẫn nhô hơn hẳn so với cả cái phần phía trên. Vậy thì chúng ta phải làm sao lùi vào một chút so với các chỉ số bình thường giữa hàm trên và hàm dưới để nó cân đối với cái điểm mặt ở phía trên. Nhưng nhiều các anh các chị cứ tưởng tượng xem một cái mặt mà cái trán rất là nhô, cái điểm N này lùi tít vào phía trong, trong cái điểm mồm này nhô ra phía trước, cực kỳ là gãy ở phía giữa. Chúng ta làm sao để cho cái mặt đó nó không có cái khoảng gãy mà chúng ta có thể thấy? Vậy thì chúng ta sẽ phải đưa bình thường, chúng ta đưa ở một cái mức độ A như này, thì đối với những cái trường hợp như vậy chúng ta sẽ phải đưa lùi vào hơn A trừ đi một ngay khoảng. Hai anh chị hiểu ý nghĩa của cái phần này không ạ? Phần này là chúng ta so với cả toàn bộ cái phần trên, chúng ta không so với xương hàm trên. Đương nhiên khi đã lùi phần này thì xương hàm trên các anh chị cũng phải đi theo. Thế còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta có một cái vẩu ở hàm trên, vẩu hàm trên và hàm dưới, nhưng cái điểm này
so với cả cái đường ở hàm dưới là tương đối là bình thường. Thì lúc đấy chúng ta chỉ đưa ở cái chỉ số là bình thường thôi, chúng ta không phải cố gắng đưa lùi vào phía sau nữa để mà nó cân đối với cả phần trán. Thứ hai là góc đồi mặt, là góc được tạo bởi đường NA và điểm A với cả A và O nhau. Thì giá trị biến thiên từ 8,5 đến 10 độ và trung bình là hai cái này là chập lại thành một, tức là nó là trên một đường thẳng. Trung bình nó là thường là bình thường nó là không độ. Ý nghĩa góc dương phi nền, xương hàm trên nhô ra trước so với hàm dưới. Tức là nền của xương hàm trên nhô ra trước so với nền hàm dưới. Và góc âm khi là hàm dưới nhô so với hàm trên. Các bạn hãy từ cao quá không thấy được. Điểm đó nó được xác định từ điểm NA cho đến điểm A ở đây. Một cái đường nữa là từ A này cho đến điểm gì ạ? Pomodium thông thường nếu đúng này thì nó hoặc là trên 8 đến 10 độ hoặc là nó đi thẳng như này trên một đường thẳng. Như vậy thì cái nền của xương hàm trên nếu như cái góc đó nó lùi về phía trong, đúng không ạ? Góc âm này thì nghĩa là cái hàm dưới nhô ra phía trước. Còn nếu nó lùi về phía nó tiến ra phía ngoài đâu? Góc âm khi hàm dưới nhô ra so với hàm trên là đúng không? Còn góc dương thì lúc đấy thì mới góc dương này thì mới là hàm trên này ra so với hàm dưới, đúng không ạ? Tôi lưu ý ở điểm này nó khác với những cái góc INB, SNA và SNB thì các anh chị lưu ý nhé. Đây không phải là cổ xương hàm dưới mà là cái cầm, đúng không ạ? Một cái ở trên là đi từ điểm NA cho đến điểm A, đây là điểm xương cổ răng hàm trên. Tí nữa chúng ta có một cái góc nữa cũng đi từ NA cho đến điểm B, đấy là điểm xương cổ răng hàm dưới. Bình thường hai cái đó, nếu như xương hàm trên nằm ở phía trước thì điểm A sẽ nằm ở phía trước điểm B. Còn ở trong trường hợp này thì chúng ta so là so, mặc dù là so hàm dưới thì chúng ta so ở cái điểm nằm. Ở đây nó rất có ý nghĩa trong phẫu thuật. Phẫu thuật nếu như cả cái xương hàm trên và xương hàm dưới ở điểm A và điểm B cùng có mối quan hệ giống như là ở điểm cằm này thì nó khác. Còn có những trường hợp điểm A điểm B bình thường nhưng cái điểm cằm này nhô ra phía đường trước, như là cằm nó như thế này này, trong khi điểm A điểm B vẫn bình thường, thì rõ ràng chúng ta không thể thay đổi điểm A điểm B được, mà chúng ta thay đổi là thay đổi ở cái phần cằm. Chúng ta làm sao chúng ta phẫu thuật để cho cái phần cằm đó nó tròn khi lại trở lại, chứ chúng ta không. Cho nên nhiều khi các anh các chị thấy chúng ta điều trị một cái phẫu nhưng chúng ta lại làm cái cằm để nó nhô hơn rất là nhiều so với bình thường. Vậy thì cái nhô hơn rất là nhiều đó chúng ta sẽ phải can thiệp vào phẫu thuật để chúng ta làm cái cằm cho nó gọn nhỏ lại. Như trong trường hợp này, nếu như cái điểm này mà nó bị nhỏ này thì chúng ta sẽ phải phẫu thuật cái cằm đi. Chỉ vừa gọn đi một chút xíu thôi để cho cái điểm pomodium nó lùi lại phía sau. Thì đấy là cái ý nghĩa của góc đồi mặt. Đây thì các anh các chị đã nhìn thấy hai trường hợp đúng không ạ? Góc đồi mặt như thế này là góc đồi mặt, cái điểm pomodium nó chạy ra từ trước như thế này. Ở đây nhá, đây trên cái này rất là rõ này. A đây nhá, thì B nó nằm ở đây đúng không ạ? Cô nhau nằm ở đây. Nhiều trường hợp, ví dụ trường hợp điểm A nằm đây, điểm B ở đây nhưng nó lại lùi vào phía trong này. Nhưng điểm cô nhau nó ra đây thì rõ ràng chúng ta không cần can thiệp vào xương hàm dưới mà chúng ta chỉ cần can thiệp vào cằm thôi, đúng không ạ? Thế còn ở đây trên cái hình vẽ này thì chúng ta thấy điểm A nằm đây nhưng điểm B nó cũng nhô ra phía ngoài so với cả điểm A và điểm cô nhau lại nhô ra ngoài hơn nữa. Vậy thì rõ ràng chúng ta cái kế hoạch điều trị của chúng ta sẽ phải kéo lùi toàn bộ xương hàm dưới vào. Khi chúng ta lùi toàn bộ xương hàm dưới đấy vào thì cái điểm pomodium này nó cũng lùi vào theo. Vậy thì đến lúc đấy chúng ta lại xác định lại một lần nữa cái góc đồi mặt để xem là điểm pomodium này so với cả cái điểm A ở phía trên mặc dù đã kéo lùi hàm dưới về bình thường rồi nó còn có độ nhô hay không. Nếu như lúc đấy còn có độ nhô thì chúng ta mới có phẫu thuật của cái cằm. Còn nếu không còn độ nhô nữa thì có nghĩa là không cần phẫu thuật nữa mà chúng ta phải nguyên cái vị trí sau khi đã điều chỉnh được sự hàm dưới rồi. Bây giờ đến góc mặt phẳng hàm dưới thì được tạo bởi mặt phẳng hàm dưới và mặt phẳng FH là phẳng hàm dưới. Đây là những quan điểm gì đây ạ?
vô nhiên và điểm thì phía trước này ạ, chúng ta nhiên thì giá trị trung bình của nó sẽ là 21.9 khoảng 22 độ. Một cái nữa đó là đi từ điểm ở trên vẫn là mặt phẳng SH nhưng ở dưới là đi từ điểm xin lỗi, mặt phẳng thứ hai là mặt phẳng có thể đi từ SN SN với cả cái đường đó thì cái giá trị của nó sẽ là 32, nghĩa là đánh giá dạng phát triển của mặt giống như lúc đấy bạn ấy hỏi này, cái dạng phát triển chính là cái dạng mộng hay không mộng này. Nếu như cái góc này mà nó được tổng chỉ số nó có giá trị nó cao hơn thì cái góc này là sẽ cả xương hàm dưới này nó sẽ xoay xuống dưới như này, đúng không ạ? Cái xương hàm dưới nó sẽ được mở xoay xuống dưới, như vậy là xương hàm dưới xuống dưới và về phía sau phát triển xuống dưới và về phía sau. Nếu như các anh chị đo ở trên phim thấy rằng cái dạng mặt này là bị mở ra này, xương hàm dưới phát triển xuống dưới và phía sau thì nguy cơ thứ nhất là mặt dài, thứ hai là dễ bị khớp cắn hở, đúng không ạ? Mặt dài và dễ bị khớp cắn hở. Vậy thì mục tiêu điều trị của chúng ta là làm sao để cho hàm dưới nó được xoay lên phía trên. Mục tiêu của chúng ta điều trị là phải xoay hàm dưới lên phía trên. Xoay hàm dưới lên phía trên thì cũng có rất là nhiều cách, nó tùy thuộc vào từng bệnh thì cái phần điều trị khớp cắn lại hay sau thì bác sĩ làm cái gì đấy các anh chị. Chúng ta chỉ hiểu trên phim là nó có ý nghĩa là như vậy. Nếu góc mở, thế còn nếu như cái góc này mà đóng, góc này đóng có nghĩa là cái đường này lên như này thì các anh các chị sẽ thấy là khuôn mặt tầng mặt dưới làm sao đây ạ? Ngắn, đúng không ạ? Tầng mặt dưới ngắn thì chúng ta lại phải hơi mở ra một chút, mở ra một chút để cho cái tầng mặt dưới nó trở nên dài hơn và cái thân dương cửa nó cũng sẽ được ngả trục hơn so với cả cái tầng mặt cũ của ta. Bây giờ góc mặt phẳng khớp cắn được tạo bởi mặt phẳng cắn và mặt phẳng FH come down, còn là mặt phẳng cắn và mặt phẳng lên sau theo Stenner thì giá trị là từ 1,5 đến 14 và trung bình là khoảng 9 độ hoặc là 14 đến 16 theo Stenner. Thì ý nghĩa của góc này là giá trị lớn thường gặp ở dạng mặt loạn thai do phát triển của xương hàm trên, không phải là do xương hàm dưới. Lúc đấy là chúng ta là do xương hàm dưới. Còn bây giờ như thế này, cái đường khớp cắn từ cái đường mặt phẳng cắn từ ở phía đằng sau răng 6 đến cái vùng này thì nếu như các anh các chị nhìn này, nếu cái mặt phẳng này nó xuống, mặt phẳng xuống nhá, thì có phải cái từ răng cửa hàm dưới đến đây và chúng ta tưởng tượng ngay răng cửa như thế thì dứt khoát cười hở lời, dứt khoát cười và cái cười hở lời đó nghĩa là gì? Là do răng. Còn nếu như các anh các chị đo cái mặt phẳng đó là bình thường nhưng trên bệnh nhân vẫn cười hở lời thì chúng ta phải lưu ý đấy là cái phần mềm của môi nó bị ngắn. Hai cái cười hở lời điều trị hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chỉ điều trị được cái cười hở lời khi mà do răng của chúng ta, tức là góc mặt phẳng cắn này nó bị xệ xuống phía dưới này, thì rõ ràng cái lúc đấy các anh các chị sẽ phải làm sao? Xoay góc mặt phẳng cắn lên thì làm cho cái xương nó răng một phần bị đánh lún về phía đằng sau, đúng không ạ? Hay là đánh lún về phía trên, và khi răng đánh lún về phía trên đồng thời xoay cả cái vùng, khi mà chúng ta xoay thế là chúng ta xoay được cả cái vùng ở phía đằng sau của cái hàm thấp của cái răng cửa, răng hàm hàm trên xuống và nâng cái răng cửa này lên thì nó làm xoay ngược lại lên thì nó sẽ làm giảm cái hình cái cười hở lời. Thế còn nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy nó là bình thường nhưng mà cười hở lời do cái nhân xương ngắn thì chỉ có cách phẫu thuật thôi, phẫu thuật cắt toàn bộ cái đường viền trong, cắt qua cái vùng cơ cười coi như là không có sự co lên khi mà bệnh nhân cười nữa. Và chúng ta chỉ hứa với bệnh nhân khi mà ai đấy thì có thể làm được khối mặt phẳng cắn nó bị chút xuống, vì nhiều khi bệnh nhân đến với chúng ta người ta không quan tâm lắm về cái mẩu đâu, mà người ta quan tâm về là người ta bị cười hở lời, đúng không ạ? Tôi cười hở lời, tôi xấu, tôi không thích, tôi làm. Thế thì có những cái trường hợp là hoặc là ai đấy chỉ dùng bằng phẫu thuật, hoặc là nắm chỉ, hoặc ai đấy chỉ dùng bằng phẫu thuật, tức là phẫu thuật thì người ta cắt ở phía trên sau đó người ta xoay toàn bộ cái mặt phẳng cắn lên phía trên. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, rất nhiều bệnh nhân kêu ca rằng sau khi bác sĩ điều trị nhổ răng bệnh nhân cười hở lời tăng lên rất nhiều, đúng không ạ? Nếu mà anh các chị đã từng điều trị chỉnh nha rồi thì các anh các chị sẽ thấy cái điều đó là xảy ra rất là nhiều. Lỗi là do gì? Chính là mình làm thay đổi cái mặt phẳng cắn, mình làm cho cái vùng răng hàm nó bị đánh lún, hàm trên nó bị đánh lún lên trên cao
và làm sệt cái vùng răng cửa xuống. Thì lúc đấy chúng ta vô hình chung đang từ vẩu hơn trở thành đỡ vẩu hơn nhưng mà lại cười vẩu hơn. Và lúc đấy thì bệnh nhân cũng tương đối là không được đẹp lắm, không được đẹp lắm. Thì các anh các chị lưu ý rằng cái này vô cùng quan trọng trong việc chúng ta có thể làm cho bệnh nhân đỡ cười vẩu lợn hơn hay là không đỡ cười vẩu lợn, hay là làm cho bệnh nhân này cười vẩu lợn nhiều hơn. Còn nếu như trong trường hợp các anh chị dùng cái hàng tháo lóc đấy, thì nhiều khi là khi mà chúng ta dùng hàng tháo lóc thì chúng ta nhiều khi chúng ta cứ cố gắng chúng ta ép thì các anh chị thấy răng trồi dài xuống đúng không? Nó trồi dài xuống nhưng cái hàng tháo lóc nó lại không làm ảnh lún được cái răng phía đằng sau, cho nên nó không phải bị cười vào lợn, chỉ có cái là cười hay không cười thở quá nhiều răng. Tức là bình thường cười hay không cười đều mở rất là nhiều răng, nhưng nó không làm thay đổi vòng tọng khớp cắn ở phía đằng sau mà nó chỉ làm ở cái phía đằng trước thôi, thì nó lại không làm cười thở lời nhiều lắm. Thì cái mục khi giá trị của cái việc hàm tháo lóc nó không được nhiều, cho nên là nó cũng không can thiệp nên điều trị hàm tháo lóc nhiều khi là đỡ sợ hơn, tai biến nó sẽ đỡ hơn, bởi vì nó là cái lực không liên tục là một. Thứ hai, những cái hàm tháo lóc nó không có nhiều tác dụng, nên nếu mà các anh chị có làm có nhớ làm sao đấy thì nó cái hậu quả của nó sẽ ít nặng nề hơn so với cái hàm bán chặt. Và hàm bán chặt thì vô cùng nặng nề, nên cũng xin thưa các anh chị là nhiều khi chúng ta không ăn không ngủ được bởi vì hàm bệnh nhân đâu, cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu một lần nữa là bắt đầu bằng những ca cực kỳ là đơn giản, làm gọi là chuột bạch thì không phải, nhưng mà chúng ta phải làm từ cái đơn giản để chúng ta kiểm soát được những cái lực mà chúng ta tác động vào. Bây giờ đến góc trục kim, nó góc nằm được tạo bởi đường S, đường ở đi qua Phú Yên và điểm Cation và mặt thẳng FH. Thì đây chính là cái đường góc trục kim này. Cái góc trục kim này thì nó giống như là cái các cái góc để theo dõi cái hướng phát triển của cái xương hàm dưới. Đây là góc của nó đây nhé, tất cả các loại góc đều theo như cái hướng như này, chứ không phải là nhiều anh chị cứ lấy theo những cái hướng ngược lại, thì không phải theo cái hướng giữa cái nền sòng với cả cái xương hàm dưới. Góc này trung bình khoảng 60 độ, cho thấy nghĩa là cho thấy vị trí của cằm xuống dưới và ra trước hoặc về phía sau so với tầng mặt trên. Góc có giá trị lớn ở dạng bán loại 2 và giá trị nhỏ ở dạng bán loại 3, giống như lúc đấy ạ. Giá trị lớn ở dạng bán loại 2 tức là nó đi xuống như thế này, giá trị nhỏ ở dạng mặt loại 3 là đi lên như này. Tuy nhiên ở đây là cái điểm khác, nó chỉ khác nhau ở điểm lúc đấy chúng ta lấy là điểm Comodium, còn ở đây chúng ta lấy là ở cái điểm này là điểm Natrium, thì đây chính là bản chất của xương hàm dưới chứ không phải là lúc đấy là chúng ta lấy ở điểm cằm, tức là không phải do cấu tạo cằm nữa mà ở đây là do bản chất của xương hàm dưới, cho nên là cái này thì mới đúng thực sự đấy là do sự phát triển của cái xương hàm dưới. Góc này là góc mà chúng ta hay dùng nhất, bởi vì những cái góc vừa ra ít thì sai giá trị càng hiểu thì cái kết quả điều trị nó mà và cái hướng đưa làm chẩn đoán nó càng chính xác. Nhưng còn cái góc này là cái góc mà chúng ta hay sử dụng nhất trong các cái chẩn đoán xem là xương hàm trên lỗi ở do hàm nào, xương hàm trên hay xương hàm dưới cầu, đấy là góc xương hàm trên. Là góc đi qua các điểm SNA dùng để đánh giá xương hàm trên ở phía trước hay ở phía sau so với nền sọ. Ở đây chúng ta so với nền sọ nhé, phía trước hay phía sau so với nền sọ. Giá trị trung bình của góc này là 82 cộng trừ 2. Thì nếu góc SNA lớn thì hàm trên nhô ra phía trước, hàm trên chính là điểm A này nhô ra phía đằng trước. Nếu góc SNA nhỏ có nghĩa là hàm trên bị lùi về phía đằng sau so với cả cái đường này điểm này. Ở đây là xương hàm trên, nhưng còn bắt đầu từ đây trở ra đây là xương gì ạ? Xương hổ răng. Nhiều khi các chị nhìn thấy SNA bình thường, nhưng cái trục răng nó sẽ ngả ra như thế này, cái xương hổ răng nó vẩu ít ra.